Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay em lên tiếp nha cả nhà. Hôm nay em lên nhiều nhưng mà hôm nay lên hai chiếc rất đẹp và mới. Để hôm sau em lên nhiều. Hàng bây giờ cũng về chậm á. Nên em lên tiếp nha cả nhà. Rồi, đầu tiên em lên cho cả nhà một chiếc hàng chưa qua sử dụng nha cả nhà. Một chiếc DCL này, thương hiệu của Mỹ. Form rất đẹp, cho này tay to nha. Chiếc này thì máy Thụy Sĩ nha cả nhà, Ronda Thụy Sĩ. Chạy máy Honda Thụy Sĩ, vỏ thép không rỉ, kính lồi mới tinh luôn nha, chưa qua sử dụng. Đây từ dây khóa rồi rin hết của nó, mới tinh chưa qua sử dụng, còn tách luôn cả nhà. Mẻ của nó nè, cái nhà sợt nè, DZ1199 nha. Đây tách nữa nè, DZ1199 series mới tinh nha, không lỗi lầm như cái nhà. Mặt nó hai lòng, lòng dưới nó sụp xuống, kim rốn, bộ kim dạ quang, cọc số, mặt hai lòng, lòng cong xuống, rất là mới và đẹp. Con mà dành cho anh này tay to nha, tay nhỏ thì đi không được. Đây mới tinh luôn nha, hàng tồn kho, hàng này chưa qua sử dụng đó, còn đẹp hết này, còn siêu bóc luôn nè. Đó thông số này cái nhà mới tin nha, mới tin về chất lượng máy Thụy Sĩ, Ronde Thụy Sĩ, kháng nước 10 ATM, vỏ thép không rỉ, DZ1199. Đây này viết cho còn siêu chưa lột nè, đó rất là mới, nấm logo đầy đủ thì siêu mới tin luôn, chưa qua sử dụng. Chiếc này có size mặt là size 40 47 chỉ tính nấm. Cả nấm là 50, 47 như cái nha. 47 đo lại chính xác nữa. 47 rồi 48 á, rồi 48 như cái nha. Size to cho anh này tay cỡ 19 đây nè. Cỡ 19 20 đổ lên nha. Thì theo sẽ em tư vấn là chuẩn luôn. 19 20 đổ lên thì đeo rất là đẹp. Tay mướp mướp á, tay này mướp mướp á, đều rất đẹp. Ồ sao nó ồn dữ. Rồi cái nhà thông cảm nha. Rồi chiếc này em để cho nhìn là 1,4 triệu nha cái nhà. 1,4 triệu. Rồi tiếp theo em lên chiếc Thụy Sĩ quân đội nha cái nhà, Wenger. Dòng này Thụy Sĩ quân đội, nhưng là sản xuất trên hồ quân đội. Có chữ Wenger là dụng cụ trong quân đội như thế nha. Kim cọc số dạ quang, hai ô của lịch cấp 3 giờ. Dây dù để em đã thay lên thay mới dây mới rồi. Vỏ thép không rỉ, kính tròn này, kính lồi, thép sớm mờ, nấm logo chữ thập này của quân đội. Đây mông của nó đây, Swiss made. Vỏ thép không rỉ, kháng nước 100m. Đây có dụng cụ nè cả nhà, để thường xuyên gặp cái này, này là dụng cụ cắt gọt móng tay rồi nè, dụng cụ sinh tồn nè, cắt móng tay đầy đủ, kéo rồi đó, đít hơi chày mà hàng nó rất là xịn cả nhà. Size này size chuẩn, size vừa cho mọi cổ tay anh em, vừa tay vừa cho anh tay vừa nha. Size 38 thôi, 38.5 nè, kẻ nấm nó là 41, đều rất đẹp. Đây tay em đeo thì đúng y bà luôn, 16 năm là đeo được, 17 đeo cũng còn đẹp, phù hợp size luôn. Chiếc này đặc biệt nó rất là mới đẹp. Chiếc này rất là đẹp, có một lỗi này là nó chóc sơn chỗ phần phần này viền này, nhìn kỹ mới thấy nữa nha. Nên chiếc này mà còn đẹp thì em sẽ bán 1 triệu, hơn 1 triệu mấy. Nên chiếc này em sẽ bán cho cái nhà là cái này bán được không được em cũng để đeo cũng được. Chiếc này em để cho nhà mình là 900.000 nha. Size cũng là size 38.5. Wenger Thụy Sĩ, đeo rất đẹp luôn. Dòng Thụy Sĩ mà dòng này kim cọc số dạ quang. Đeo cái này quá đẹp. Để ngoài trời nó ra sáng, đưa vô đèn nó sáng rực nữa. Rồi,
Chiếc này để ở nhà 900 nha cả nhà. Rồi, comment lên vô đây những cái nhà video sau. Ba cái nhà.